Hello cả nhà ha, lại là Kim Nguyễn đây. Hôm nay tiếp tục review về giá xe mới nhất cho cả nhà về dòng xe Winner V3 ha, bao gồm là bản CBS và ABS. Trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 này đã có hỗ trợ chiên anh em ha. Khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Nguyễn là 0905 299 064. Áp dụng khách hàng khi mua xe có liên hệ trước, hỗ trợ ngay 2 triệu đồng con xe đi lại ha. Kèm thêm là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho em Nguyễn nha cả nhà. À, đầu tiên đi vào báo giá cho cả nhà luôn, cũng như là review trước cho cả nhà coi về màu sắc đang có sẵn tại cửa hàng em Luyến trong hôm nay ha. Thì em đang lên cho cả nhà rất là màu sắc, rất là nhiều màu này, như là màu xanh rêu này, tem màu trắng đen này, rất là đẹp luôn cả nhà. Em này có sơn mâm cho cả nhà nha, mâm này mâm lên mâm này, mâm độ này rất là đẹp luôn. Đó, mâm mà có lên trong độ trước sau này, thắng thì có gọi thắng ABS và CBS luôn ha. Tiếp tới là về một vài màu nữa như là màu xanh sữa này, rất là đẹp luôn, xanh đen. Xanh này, xanh đen này, rồi màu xanh xi măng này. Đó, bên cạnh là có em xe màu vàng, vàng đỏ đen tem special ha, mâm độ này. Tiếp tới là một vài màu sắc như là màu xanh ngọc bích này, màu trắng, màu tím iPhone 14, rất là nhiều màu luôn cả nhà. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ anh em với bạn CBS chỉ có 33.900 thôi ha. Trả trước 5 triệu là đưa xe rồi ha. Trả trước duy nhất 4 triệu thôi, cần 4 triệu, cầm 4 triệu và căn cước công dân là mua xe được rồi ha. Đối với lại dòng xe bản ABS thì tại bên Luyến nó hỗ trợ khách hàng với mức giá là 36.900 nha. Hỗ trợ trả trước thì cần 4 triệu thôi, cầm duy nhất 4 triệu đồng và các công dân trên 18 tuổi không nợ xấu, mà chỉ làm bắt đầu hồ sơ rồi ha. Bên Luyến thì màu jean là đủ màu luôn, màu nào cũng có luôn ha. Và ngoài ra thì bên Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc anh em luôn. Anh chị em ở xa mà không ghé được cửa hàng cứ alo trực tiếp cho Luyến ha, đặt lịch trước này, hỗ trợ xong xe đi lại cũng như là hỗ trợ quà tặng và hàng ngàn phần chương trình ưu đãi trong tháng 10, tháng 11 này nha.